500 tỷ với cái diện tích là khoảng 450 m2. Theo cái giá đó em tính ra thì tất nhiên là hơn 1 tỷ 1 m2 này anh chị. Không. Như vậy là khoảng 20 triệu đô cho một căn. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 4 giờ 35 phút ngày 6 tháng 11 năm 2022. Em đang đứng ở ngã ba giữa con đường Lê Duẩn, tức là Thống Nhất đó anh chị, với con đường cắt ngang là Nguyễn Bình Khiêm, phía trước là Thảo Cầm Viên như anh chị đang thấy. Có cái xe hơi nó đậu ngay cái đường đi bộ của người đi bộ luôn. Nãy giờ em thấy người ta toàn là phải đứng đợi dòng xe đó từ bên kia của chiếc xe này không mà. Đậu rất là có duyên luôn anh chị. Rồi người vậy đó. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một buổi chiều Sài Gòn. Hôm nay là ngày Chủ nhật, bình an, thật nhiều sức khỏe. Và bây giờ thì em mời cô bác anh chị cùng với em, chúng ta cùng men theo cái con đường Nguyễn Bình Khiêm bên mái tay phải em này. Đó, chúng ta đi về một cái khu rất là đắt đỏ ở khu vực trung tâm, khu vực quận nhất. Đó chính là khu vực Vinhome Ba Son thưa anh chị, trên con đường Nguyễn Hữu Cảnh, nhìn thẳng từ con đường Nguyễn Bình Khiêm này. Đó, và bây giờ em bắt đầu lăn bánh. Lên xe lấy đồ. Rồi, em sẽ quẹo phải con đường Nguyễn Bình Khiêm. Mời cô bác anh chị nhìn lại một chút cái không khí phía trước Thảo Cầm Viên. Bây giờ Thảo Cầm Viên thì vào chiều người ta bắt đầu chuẩn bị đóng cửa rồi. Những cái đường đi bộ qua đường như thế này thì người ta sơn cái màu đỏ, anh chị thấy không? Con đường Nguyễn Bình Khiêm, cây dài bóng mát. Trong một cái buổi chiều của Chủ nhật thật là bình an, thư thái. Trên con đường này thì cô bác anh chị sẽ được nhìn lại hai cái ngôi trường rất là thân quen, đó là trường Trưng Vương và Võ Trường Toản anh chị ha. Em chỉnh lại cái camera một chút xíu, nó hơi cao đấy, hơi thấp chứ, nhìn thấy cái gương xe. Đó, bên phải em là trường Võ Trường Toản này anh chị, có cái tháp nước ở bên trên, có cái bồn nước ở bên trên. Mời cô bác anh chị nhìn lại một chút cái cảnh vật ở đây. Ngôi trường cũ rêu phong bạc màu, phai màu theo thời gian. Qua bên kia thì chúng ta có trường Trưng Vương. Trưng Vương vắng xa anh dần, mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bên khuâng lá rơi đầy sân. Đây, ngôi trường Trưng Vương. Rồi, mấy gốc cây to quá anh chị, mấy cái gốc cây kỷ niệm đây. Ngày xưa đi học là thường thường thích cô nào là cứ ra gốc cây ngồi cò cưa một hồi là có chữ, có cái trái tim mới chỉnh á. Đây cô bác anh chị, một vài cái hình ảnh của trường Trưng Vương. Ngày xưa em đi học thì cũng chưa có cái giai đoạn nào phải cò cưa gốc cây cả anh chị. Thời học cấp 3 không biết làm sao á, sao mà em không có quen được ai hết. Chắc là mình xấu quá hay sao, không có bạn nào thích. Không có cái kỷ niệm nào mối tình thời học sinh cả, học trò. Thôi, mời cô bác anh chị chúng ta đâm thẳng con đường Nguyễn Bình Khiêm này. Đó, chúng ta chạy vào cái khu Vinhome Ba Son. Ở đây là đường Nguyễn Hữu Cảnh nè anh chị. Bên trái anh chị quẹo về Vinhome Central Park, Tân Cảng. Bên phải chúng ta quẹo về cầu Thủ Thiêm 2,
bên trái thì cô bác anh chị cũng đi vào cái về cầu Sài Gòn anh chị ha. Đó. Ở đây ngày hôm nay thì cũng đang xây dựng tùm lum nè anh chị. Cũng đang xây dựng tùm lum ở đây. Anh chị có thể nhìn thấy một chút cái banner dàn giáo đó, cần cẩu. Phía trước thì có chốt bảo vệ anh chị. Bây giờ em phải chạy vào cái khu này xem sao ha. Cái khu này là Grand Marina. Bên trái em này, cái khu Grand Marina Mastery Homes. Cái khu này rất là đắt đỏ anh chị. Nó có những cái nhà mà theo như em tìm hiểu thì tới khoảng 500 tỷ một căn. 500 tỷ một căn. Khu vực này là Hải quân công xưởng năm xưa đó anh chị. Nhà máy đóng tàu Ba Son. Nó có những cái căn biệt thự góc. Những căn biệt thự góc view là view sông Sài Gòn. Những căn biệt thự góc như thế này nè anh chị. Đó, những căn biệt thự góc như thế này nè. Dạ, trời ơi. Nó rộng một phát mà cũng te tu. Những cái căn biệt thự góc như thế này không có nhiều anh chị nha. Người ta đang sơn. Đang sơn bên tay trái của em đó. Đó. Và những cái căn như thế này thì nó có giá là khoảng chừng 500 tỷ. Với cái diện tích là khoảng 450 m². Theo cái giá đó em tính ra thì tất nhiên là hơn 1 tỷ 1 mét vuông nè anh chị. Không. Hơn 1 tỷ 1 mét vuông. Ở khu nhà này thì nó không có nhiều. Nó có mấy khu thôi, có mấy căn dọc dọc theo cái đường này nè, view sông. Nó nằm ở cái góc ngã 3, ngã 4 bên phải. Xin lỗi của bác anh chị, mấy hôm nay em đang bị hơi cảm. Ở bên phải á, thì bây giờ người ta rào chắn cái tôn lại nè, chúng ta không thấy cái view sông. Anh chị ha, giờ em chạy một vòng cái khu này xem sao. Nhìn mấy căn biệt thự này thấy đã quá. Đó, anh chị thấy Landmark 81. Bây giờ em sẽ quẹo bên tay trái đi. Để cô bác anh chị một tí xíu nữa em đi ngược lại để anh chị xem nó dễ hơn. Bên tay trái này. Những căn biệt thự ở đây thì nó rẻ hơn, tại vì nó không có view góc. Còn mà những cái căn mà ngay view góc em mới đứng xong á thì nó tầm khoảng 500 tỷ. Một căn như vậy là 500 tỷ anh chị. Biệt thự. Bán một căn là thấy 500 tỷ, hai căn được 1000 tỷ. Ghê quá. Nghe mà hú hồn luôn á. Chung cư ở đây thì nó có cũng nhiều loại giá, nhưng mà khoảng 50 mét vuông thì nó gần, nó 50 mét vuông nó khoảng 5 tỷ, 6 tỷ gì đó. Rồi có những cái căn chung cư mà nó khoảng 40 mấy tỷ luôn anh chị. Có những căn chung cư 40 mấy tỷ đó. Tầm khoảng 160 mét vuông đó thì là nó tới 41 tỷ. Còn nhà ở đây thì là biệt thự ở đây thì nói chung là 150, 170, 200 có hết anh chị. Biệt thự này có những cái căn góc lúc nãy mà em đi view sông thôi thì nó khoảng 500 tỷ. À. Phía trước đây thì mời cô bác anh chị cùng nhìn một chút cái khu chung cư. Đó. Trời, nhìn nó giá, nghe cái giá tự nhiên cái đó nóng mặt quá anh chị. Công nhận có nhiều người ta cũng giàu ha, sao mà mua những cái căn mà nó có thể đắt đỏ như thế này. Đây có một cái công viên, tí xíu nữa em sẽ quay lại.
biệt thự villa đó anh chị. Còn chung cư ở đây thì em nói rồi, chung cư ở đây thì giá như hồi nãy em công bố anh chị, anh chị có thể tham khảo thêm. Tức là khoảng chừng 100 mấy chục mét vuông á là 160. Em có xem một cái tin rao bán là 160 mét vuông á, thì người ta bán 41 tỷ. 160 mét vuông ha, ta bán 41 tỷ. Oh, ghê luôn. Đây là cái khu Vinschool này, bên trái em là trường Vinschool, còn bên phải là những cái căn những cái villa đó. Cũng chưa có ai ở những căn này, là hầu hết là chưa có ai ở nè anh chị. Căn villa trên 100 tỷ, cao nhất là khoảng 100, là cao nhất là khoảng 500 tỷ, 499 tỷ còn thương lượng đó. Ở đây thì là cái khu vực người ta đang xây dựng, nhìn ra là sông Sài Gòn, khu Hải quân công xưởng năm xưa đó anh chị, Ba Son, cái cầu Thủ Thiêm nữa. Hướng này cô bác anh chị cũng thấy đó, anh chị có thể xem này ha, nhà cửa đây này, nhà mà gọi là nhà đang sơn, đang xây dựng này đó. Nhìn cái nhà này là 500 tỷ đây, biệt thự sân vườn 500 tỷ, ghê quá, nghe thấy ớn anh chị ha, cả một đời á. Đây là một cái công viên, tí xíu nữa em sẽ chạy đó, có một cái công viên nhỏ nhỏ ở đây cũng đẹp lắm đó. Những người đại gia chưa chắc là người ta ở đây, nhưng mà những người mà ở đây em nghĩ chắc chắn là đại gia. Còn người ta làm cái gì để thành đại gia thì cái đó còn tùy anh chị, chưa biết được. Đây là những cái đường như là Riverview đó, anh chị có thể thấy nha, những khu biệt thự 500 tỷ choáng luôn ha, choáng ngợp. Riverview 500 tỷ à, bắt đầu là quẹo vô cái ngã tư, quẹo vô cái con đường trong này là không còn giá 500 tỷ nữa anh chị, nhưng mà nó cũng tầm khoảng 150, 170, 200, 200 mấy tỷ, tùy vào cái diện tích anh chị. Tại vì những cái căn ở trong này thì nó đắt hay rẻ thì do cái diện tích và cái hướng à, hướng đó. Còn vô đây rồi thì những cái căn nó giống nhau thôi, chỉ có những cái căn góc lúc đó là nó mới đắt đỏ mà thôi. À, bây giờ em sẽ đi cái đường ngang nha, hồi nãy là em đi một vòng rồi đó, bây giờ sẽ đi cái đường này này, quẹo vào này anh chị. Có người dọn dẹp này, công trình đang xây. Ngày hôm nay thì khu này nó không còn ngập nước nhiều như lúc trước nữa. Đường Nguyễn Hữu Cảnh đó anh chị, nó hết ngập nước rồi. Người ta thông, người ta làm hệ thống cống lại để làm cầu, giờ đến cầu Nguyễn Hữu Cảnh đang hư đó. Không biết cô bác anh chị đánh giá ở đây như thế nào. 500 tỷ. Lên mắt 81. Em quẹo trái ra đây anh chị ha. À, mấy cái khu biệt thự. Bán
luôn như vậy thì chính giữa em thì có cái công viên phun nước như thế này. Có bảo vệ 3-4 người đi tuần luôn anh chị. Đó. Đi ngắm cảnh cái khu này anh chị nha. Em quay quẹo trái nè. Đi xuống lại cái công viên này. Coi cái giá nhà, để coi những cái nhà mà giá là mấy trăm tỷ ở Sài Gòn mình chứ. Khu công viên có phun nước anh chị ha. Như em chia sẻ đó lúc nãy đó, những đại gia thì chưa chắc người ta đã ở trong này, nhưng mà ở trong này thì chắc chắn là đại gia nè. Ghê thiệt. Nhà mà nghe nói mình thấy rét từng cơn. Em sẽ quẹo ở đây nha. Những con đường này có tên là Riverview. Đó. Mấy căn này nó có cây ở ngoài, anh chị cũng khó thấy ha. Khó thấy. Mấy sale bán một căn như thế này là nghỉ nguyên năm. Hoa hồng nhiều lắm anh chị. Bán được căn là bằng người ta làm mấy năm luôn. 1% tiền hoa hồng thì như là 500 triệu. Đó, ví dụ như một căn ở đây mà bán được căn gốc đó, 1% tiền hoa hồng là được khoảng 500 triệu. Bằng công nhân làm mấy năm rồi. Công nhân thu nhập tháng 10 triệu thì năm có 120 anh chị. Mà ở đây bán căn là được khoảng 500 triệu rồi. Tất nhiên là bán được một căn ở đây người ta còn chia nhiều lắm. Tại người ta có đội làm việc hết anh chị. À, lúc nãy là em đi quẹo phải là hết đường rồi ha. Bây giờ em sẽ quẹo trái. Ở đây mời anh chị nhìn một chút cái view nè. Cao quá. Một mặt là giáp sông Sài Gòn, một mặt là giáp cái con kinh Thị Nghè đây anh chị. Ra đây là ra hướng kinh Thị Nghè, anh chị có thể nhìn thấy cái cầu Thị Nghè đây nè. Rồi, phía trước anh chị là cái con kinh Thị Nghè, cầu Thị Nghè đó. À, bên phải là về, à xin lỗi anh chị, ở đây là không phải là cầu Thị Nghè đó. Cầu Thị Nghè là nó nằm, cũng là cầu Thị Nghè nhưng mà là cầu Thị Nghè 2. Cầu Thị Nghè 2 anh chị ha, nó nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đó. Còn cái cầu Thị Nghè ngày xưa là nó nằm bên đường Nguyễn Thị Minh Khai, tức là Hồng Thập Tử đó. Đây không phải, em bị nhầm đó. Nhưng mà con kinh là con kinh Thị Nghè, cầu là cầu Thị Nghè 2. À, view đẹp anh chị ha. Trời ơi, ở đây đại gia không. Nội mà chung cư mà mua chung cư ở đây ở cũng đại gia rồi đó.
một căn 500 tỷ. Em cứ bị ám ảnh quá. Một căn 500 tỷ. Thì đâu, để em coi thử nào. Nếu mà tính ra tiền Việt á, nếu mà tính ra tiền đô á, một đô bây giờ là 24.000 đi. Em cho trung bình như vậy, 24.000. 24.000 thì một triệu đô là 24 tỷ. Đó, 10 triệu đô là 240 tỷ. Như vậy là khoảng 20 triệu đô cho một căn. Là khoảng 500 tỷ anh chị. Ở đây mấy khu nhà cao, mình nhìn cái view từ dưới lên đẹp lắm. Em mời cô bác anh chị cùng xem nha. Đây. Nhìn thấy không? View quá đẹp. Chiều dắt bé đi dạo, đẩy em bé đi dạo, cuộc sống cũng bình yên quá anh chị ha. Đó thì như em chia sẻ, anh chị thấy là 20 triệu đô, khiếp. Cô bác anh chị thấy một cái căn nhà 20 triệu đô ở Sài Gòn mình như thế nào? Bên trái em, anh chị có thể nhìn thấy một cái giống như cái cầu đó là metro đó, metro Bến Thành, Suối Tiên. Ở đây người ta dặn mày, người ta không có cho đi ra đây là ra cái khu công viên. Ở đây nó có một cái công viên, công viên Ba Son anh chị. Cái đây là cái khu chung cư Aqua này, anh chị thấy không? Còn ở đây thì cái này là ra khu công viên, chỉ dành cho người đi bộ thôi, không có đi được. Nó ra cái công viên Ba Son, ngay cầu Sài Gòn, ngay sông Sài Gòn, rất là đẹp. Thôi thì ở đây người ta dăng này, dăng dây này, ta không có cho vào. Thì mình đi ra anh chị ha, có hai ông bảo vệ đứng hai bên đó. Em mời cô bác anh chị quay ra. Lần đầu tiên vào cái khu này em cũng hay bị khớp lắm, thấy bảo vệ đứng nhiều là cũng sợ. Ở bên phải của em là khu công viên. Kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè nối liền với nhau chạy ra tới đây. Rồi em quẹo trái đi vào con đường nội khu của khu chung cư này. Aqua, giống như Aquafina gì ha, nước suối đó. Đây là Vinhom Golden River. Golden River. Vinhom Golden River. Sảnh đời rất là đẹp. Dạ không? Không, em chạy ra lại à. Khu này không có đường thông. Hết đường. Ấn tượng em đi giao hàng á mà.
Đây bên trái là xuống hầm giữ xe. Khu này thì nhỏ anh chị, có mấy con đường phía ngoài như vậy thôi, không có lớn như cái khu Vinhome Tân Cảng đâu. Nhưng mà có điều cũng rất là đẹp, view đẹp, view sông, rồi cây xanh, công viên rồi cũng được, tạm được. Cái này là cấm đi thẳng anh chị ha. Chung cư người ta để mấy cái mốp để giảm tốc. Thật ra mình chạy xe không để ý là giật cả tưng, giật cả tưng. Rồi ở đây thì em đi ra lại anh chị ha. Có công viên, có trường học đầy đủ. Khu này nhỏ, nó không có to như cái khu Vinhome Tân Cảng. Đây là Mastery Home. Khu này là khu khác nữa anh chị, cái khu Mastery Home bên tay phải của em hình như là khu khác nữa chứ không phải là cái khu của Vinhome Ba Son này đâu. Vinhome Ba Son này chủ yếu là cái khu villa biệt thự bên trái em này đó, chủ yếu là cái khu này. Còn chung cư thì không có nhiều lốc lắm, nhiều tòa tháp lắm. Em bắt đầu đi ra, giờ là em đi ra luôn á anh chị, như vậy là xong rồi. Khu này thì nhỏ cho nên là bây giờ em quay ra lại đường Nguyễn Hữu Cảnh anh chị nha. Có mấy cái biệt thự góc khoảng 500 m², to đùng, đang xây. View này không đẹp, view bên cái đường bên trái em á là có view của sông Sài Gòn á, view đó đẹp và giá nó cũng đẹp lắm. 500 tỷ. Rồi, em quay ra đây thưa anh chị. Đó, nhìn thẳng là Nguyễn Bỉnh Khiêm đó. Về lại Thảo Cầm Viên, nhưng mà hướng đó là cấm xe hơi anh chị nha, xe hơi không có đi được. Bên phải thì anh chị quẹo về cầu Sài Gòn Tân Cảng, bên trái chúng ta đi về cầu Thủ Thiêm 2. Rồi em quẹo trái thôi anh chị. Phía trước anh chị là cầu Thủ Thiêm 2 đó. Bên phải thì chúng ta đi con đường ở Tôn Đức Thắng về lại Lê Duẩn. Tôn Đức Thắng là cường đệ năm xưa, còn Lê Duẩn thì là thống nhất. Bên phải là chúng ta đi như vậy, còn bên trái thì chúng ta chạy về công trường Mê Linh và bến Bạch Đằng.
cầu Thủ Thiêm 2 đây anh chị ha. Tổng số vốn khoảng 7.000 tỷ đó. Bên phải em là đường Lê Thánh Tôn. Đây chúng ta hướng về công trường Mê Linh. Và ngay góc này bên trái em là cái nhà máy đóng tàu Ba Son Hải quân công sự năm xưa đó. Chiều nay thời tiết như thế này rất là lý tưởng để đi dạo bến Bạch Đằng, công trường Mê Linh thưa anh chị. Bên phải em là đường Nguyễn Siêu. Hôm nay thời tiết như vậy là đẹp đó, không có mưa mà cũng không nắng lắm. Cầu Thủ Thiêm 2 hướng đi qua vùng đất Thủ Thiêm, ngày nay là thành phố Thủ Đức, ngày xưa là quận 2. Bến Bạch Đằng năm xưa. Bây giờ con đường từ cầu Khánh Hội chạy cho về tới Lê Duẩn Thống Nhất đó, thì nó là đường Tôn Đức Thắng anh chị ha. Cùng với cái hàng cây mát mẻ năm nào cũng đã chặt bỏ đi rồi, thay thế là cái cầu Thủ Thiêm 2. Được cái này nó mất cái kia. Tất nhiên là chúng ta cũng có cách để được cái này mà không bị mất cái kia, hoặc là mất ít nhất có thể anh chị, nhưng mà thôi thì cũng đã xong rồi. Mấy cái khu chung cư ở ngay chỗ nghe nói anh chị, nghe nói ngay chỗ tòa nhà IFC One Sài Gòn đồ đó, rồi tòa nhà One Central ngay chợ Bến Thành nó cũng 1 tỷ một mét vuông, nhưng mà ở cái khu đó nó toàn là chung cư không thôi à, chứ còn mà ở đây á, mà những cái biệt thự to thì chắc là chỉ có khu to mà mới đó anh chị, là chắc chỉ có cái khu Vinhome Ba Son này thôi. 500 tỷ quá khủng khiếp. Bên phải em là Bộ Tư lệnh Hải quân ngày xưa. Còn đối với những cái biệt thự cũ ở quận 3 thì tất nhiên giá nó cũng rất là khủng khiếp anh chị. Như biệt thự của đại gia tập đoàn Vạn Thịnh Phát đó, thời điểm 2015 mà bà ta mua đã 35 triệu đô, là tính ra 700 tỷ rồi. Bây giờ mà nếu bán thì anh chị nghĩ là sẽ bao nhiêu nhỉ? Theo thời giá hiện nay thì cũng khủng khiếp lắm. Thôi, ngay đây là công trường Mê Linh, tượng Đức Thánh Trần. Em xin dừng lại và tạm dừng các clip ở đây luôn. Một buổi chiều tản mạn như vậy, kính chúc cô bác anh chị và các bạn thật sự nhiều sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui trong ngày cuối tuần. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.